chiều nay đoàn giám sát về việc quản lý sử dụng biên chế công chức của Hội đồng Nhân dân thành phố do trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Công Tuấn là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Đến nay, Sở Nội vụ thành phố đã sử dụng 59 trong tổng số 69 biên chế được giao, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, sở đã tinh giản 8 biên chế công chức, đảm bảo chỉ tiêu theo lộ trình. Qua xây dựng đề án vị trí việc làm, Sở đã giảm một số vị trí việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời thay đổi tên xây dựng chính quyền thành quản lý chính quyền phù hợp với việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, qua xây dựng đề án vị trí việc làm, đã điều chỉnh lại yêu cầu về trình độ đào tạo, khung năng lực phù hợp với thực tế của Sở, phù hợp hơn trong công tác tuyển dụng bố trí điều động. Từ tháng 5 năm 2021, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện chuyển giao công việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho bưu điện thành phố, qua khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến và trực tiếp sở chưa nhận được phản ánh không hài lòng